Xin chào các khán giả của chương trình Xe 102. Tôi là Quang Đạo, rất vui được gặp các bạn trong series hướng dẫn sử dụng xe. Các bạn biết không, từ khi thiết kế một chiếc xe thì các chuyên gia đã hình dung và tạo ra các lỗ thoát nước ở trên chiếc ô tô để giúp cho ô tô có thể đi và vận hành ở trên nhiều dạng thời tiết khác nhau. Đặc biệt là ở những dạng thời tiết mưa thì nước sẽ không bị đọng lại ở trong chiếc ô tô, cũng như khi bạn rửa xe cũng thế. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng thì những lỗ thoát nước này có thể tắc nghẽn và bạn cần phải vệ sinh thường xuyên. Vậy trên ô tô có những lỗ thoát nước nào và lỗ nào là quan trọng? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong chương trình này. Lỗ thoát nước số 1 chính là lỗ thoát nước ở vị trí cần gạt cửa kính. Lỗ thoát nước này nếu bị tắc nghẽn thì sẽ gây ra hỏng hóc cho hộp cầu chì ô tô. Thế nên bạn cần phải kiểm tra lỗ thoát nước ở cần gạt cửa kính này, xem là có cát hay là lá cây hay vật gì đang chặn lại những lỗ thoát nước này hay không. Nếu có thì hãy vệ sinh và loại bỏ ngay. Bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách là đổ một chút nước ở trên vị trí đó là lỗ thoát nước này. Đó. Nếu như lỗ thoát nước này không thoát nước đi, có nghĩa là nó đang bị tắc, thì bạn cần phải dùng những vật nhỏ và vừa với lỗ đó để thông cho lỗ thoát nước này ngay lập tức. Cửa thoát nước thứ hai chính là cửa thoát nước nắp capo, hay còn gọi là cửa gió vào điều hòa. Cửa gió vào điều hòa thì có kích thước tương đối là to, chính vì thế nó có thể bị tắc nghẽn bởi những hạt cát, bụi bẩn hay là những vật có kích thước to sẽ gây ra tắc nghẽn và ùn ứ ở cửa gió vào của điều hòa cũng như là cửa thoát nước của nắp capo. Thế nên nếu như cửa này bị tắc nghẽn lâu thì sẽ gây ra đó là biến dạng, biến chất, gây mùi khó chịu, hoặc là lượng gió hút vào điều hòa sẽ bị sụt giảm. Cũng có gây ra trường hợp là các vi khuẩn có hại cũng được hút vào cùng với không khí trong điều hòa nữa. Chính vì thế, nếu như là những vật cản và tắc nghẽn ở trên bề mặt, bạn có thể kiểm tra bằng việc là đổ nước lên, sau đó loại bỏ tại nhà. Nhưng với những vật mà đã bị chui sâu bên trong thì tôi khuyên các bạn là nên mang đến trung tâm bảo dưỡng hoặc các gara để có thể xử lý. Lỗ thoát nước số 3 là lỗ thoát nước ở trên cánh cửa ô tô. Nếu như lỗ thoát nước này bị tắc thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thống nâng hạ kính ô tô cũng như hiệu quả cách âm của ô tô. Vậy cách xử lý là gì? Đó là bạn hãy cúi thấp người xuống, sử dụng các vật gỗ dài hoặc là những vật dạng dài để thông những lỗ này để khỏi bị tắc nghẽn bởi các cát, bụi hay là rác bẩn ở trong này. Lỗ thoát nước thứ tư chính là lỗ thoát nước của điều hòa. Nó thường nằm ở vị trí là ở gầm xe, và trong điều kiện thời tiết nóng bạn bật điều hòa sẽ thấy ở dưới gầm xe chảy nước. Đây chính là cửa thoát nước của điều hòa. Điều này cho thấy rằng là nước vẫn chảy, có nghĩa là lỗ này vẫn hoạt động một cách bình thường. Nhưng trong những lúc mà thời tiết mưa, gió, lượng nước mưa kéo theo, đó là những hạt cát, bụi có thể gây tắc nghẽn ở đây, hoặc là lượng nước nhiều sẽ gây ra bị ùn ứ và tắc nghẽn ở cửa thoát nước này. Ở trên những chiếc xe khác nhau thì vị trí lỗ thoát nước điều hòa là khác nhau, nên bạn có thể tham khảo trên hướng dẫn sử dụng xe hoặc là đến các trung tâm để có thể được tư vấn từ chuyên viên tư vấn xe một cách cụ thể. Lỗ thoát nước thứ 5 là lỗ thoát nước ở trong bình xăng. Khi mà lỗ thoát nước này lâu ngày không được vệ sinh, trong quá trình bạn đổ xăng hay di chuyển thì thời tiết ô nhiễm, bụi bẩn sẽ được kéo theo và gây ra tắc nghẽn ở lỗ này, sẽ khiến cho bạn phải vệ sinh lỗ này một cách thường xuyên, hoặc thậm chí là đến tình trạng bạn phải thay cả bình xăng nếu như nó bị ùn ứ quá lâu và quá nhiều. Lỗ thoát nước thứ 6 chính là lỗ thoát nước ở cửa sổ trời. Đối với những chiếc xe có cửa sổ trời thì sẽ có thêm các lỗ thoát nước này, hai lỗ ở phía trước và hai lỗ ở phía sau của cửa sổ, thoát nước và đẩy trực tiếp qua các đường ống trái phải của thành xe và đi ra ngoài. Nếu như lỗ thoát nước này bị tắc nghẽn sẽ gây ra tình trạng dột nước vào bên trong xe, hoặc là gây hư hỏng cho động cơ đóng mở cửa sổ trời. Nên nếu có thời gian rảnh, bạn hãy đi bảo dưỡng cũng như là đến các nơi trung tâm bảo dưỡng để thông cho các lỗ thoát nước này. Trên đây là một số thông tin về các lỗ thoát nước ở trên chiếc ô tô của bạn để giúp cho bạn sẽ có được sự vận hành tốt nhất và chiếc ô tô sẽ bền bỉ và thông thoáng, sạch sẽ. Xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như thấy video này có ích thì hãy share, like và subscribe kênh của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thông qua hai... lại luôn. Đối với những chiếc xe có cửa sổ trời thì sẽ có thêm lỗ thoát nước ở trên bộ phận này. Hai lỗ thoát nước ở phía trước